Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV. Ngày hôm nay, ngày 6 tháng 11 năm 2022, kênh Invest TV lại tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn cập nhật cái số lượng P-Note được active trên toàn thế giới và tại Việt Nam. Thì ngày hôm nay con số P-Note được active đã quay trở lại cái ngưỡng 113.012 P-Note. Đấy là con số chính xác. Hôm qua thì có sụt giảm xuống 112.000 P-Note được active. Tuy nhiên thì sau một ngày nó bị sụt giảm thì ngày hôm nay đã có cái đà hồi và số lượng P-Note tăng trưởng trở lại và lại tiếp tục ở cái ngưỡng kỷ lục là 113.000 P-Note. Thì có hai cái điểm lưu ý chính trong cái bản tin ngày hôm nay, đó là việc P-Note lập lại được cái con số kỷ lục 113.000 và việc Mỹ đã chiếm vị trí của Đài Loan, vị trí thứ 5 sau một ngày bị sau một quãng thời gian bị sụt giảm, bị Đài Loan vượt qua. Đấy. Thì các bạn có thể theo dõi cái bảng Excel chi tiết cái số lượng P-Note tăng giảm của mỗi quốc gia trong cái top 20 do kênh Invest TV tổng hợp. Các bạn nhìn vào cái bảng số liệu, cái cột tăng giảm này thấy hôm nay thì màu đỏ cũng khá chiếm ưu thế, nó cũng phải ngang ngửa với cái cột màu xanh. Chỉ có hai nước là Seychelles và Hà Lan là hai nước này không tăng không giảm lúc nào. Thế còn lại thì phần màu đỏ và màu xanh thì số lượng có lẽ cũng tương đương nhau. Tuy nhiên thì cái phần trọng số ở phần màu xanh nó lại cao hơn, các bạn để ý. Đức hôm nay lại là một điểm, là một ngôi sao sáng với cái số lượng P-Note tăng lên khá là mạnh mẽ. Tăng lên được 108 note. Tiếp theo sau ngày hôm nay Nhật Bản đợt này cũng tăng khá là mạnh số lượng P-Note các bạn ạ. Nhật Bản tăng được 94. Rồi tiếp theo sau nữa là đến Việt Nam tăng được 63. Rồi kế đến là Hàn Quốc. Trung Quốc hôm nay lại tăng rất khiêm tốn, chỉ có 12 note thôi các bạn ạ. Mỹ thì tăng được 37 note trong khi Đài Loan giảm 21. Do đó Mỹ đẩy Đài Loan xuống vị trí thứ 6 và lấy lại cái vị trí số 5. Vị trí số 5 này, à không, Mỹ cũng chưa bao giờ nhảy được vào cái vị trí số 5. Vị trí số 5 này vẫn đang trước là của Nhật Bản. Nhật Bản các bạn ạ. Đấy, Nhật Bản đang giữ vị trí số 5 cũng khá là lâu. Sau đó thì Đài Loan ngấp nghé vượt Nhật Bản nhưng mà không được. Đấy, và hôm nay thì lại bị Mỹ đè nó xuống dưới luôn vị trí thứ 6 rồi. Đó, một tín hiệu khá là tích cực trong nhóm ba cái anh Nhật Bản, Mỹ và Đài Loan này. Đó, một cái khu vực cái nhóm tranh chấp thứ tự P-Note khá là sát sao. Còn ở phía trên, tốt phía trên thì khoảng cách giữa Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc thì gần như là cũng không có sự thay đổi mấy, trong khi Trung Quốc vẫn là số 1 với 41.638 P-Note. Còn Việt Nam thì Việt Nam và Hàn Quốc hai nước bám sát ngay ở phía sau của Trung Quốc thôi, nhưng mà khoảng cách thì cũng phải là bằng một nửa của Trung Quốc rồi. Tuy nhiên Việt Nam và Hàn Quốc cộng lại thì lại hơn Trung Quốc đấy các bạn ạ. Đấy, thế nên là cố gắng Việt Nam với Hàn Quốc đoàn kết để không để Trung Quốc độc tôn cái vị trí số 1 P-Note này. Rồi chúng ta quay trở lại với cái trang dashboard p-blockchain.net đây. Đây, cái dòng đầu tiên này các bạn sẽ thấy được những cái số liệu chi tiết nhất của dự án. Tổng cung này 99.990.129.270 P-Coin. Đây là số lượng tài khoản đang trong phiên khai thác, 28.782.775 tài khoản. Số sổ cái đây, số sổ cái hay chính là số blockchain, số khối blockchain của mạng P-Network, 9.837.100. Các bạn có thể tham khảo trên cái trang chạy P-Note, máy tính chạy P-Note của mình đây. 9.837.175 176, 181. Đấy, nó nhảy liên tục. Cái con số này là số khối của mạng blockchain P-Network các bạn nhé. Nó sẽ nhảy liên tục. Và chúng ta so sánh đây này, 837181, bên này là 837100. Nó đâu đó cái trang web này nó trễ hơn khoảng 80 khối. 80 khối thì bởi vì đây là trang web tĩnh, nó không cập nhật theo thời gian thực. Đó, thế nên các bạn chỉ cần ấn F5 refresh lại cái trang này, nó sẽ load số liệu mới ngay. Thì chính vì các cái số liệu này nó có khỏe khớp với nhau nên là mình thấy khá tin tưởng với những cái số liệu từ cái trang dashboard p-blockchain.net này. Và chính vì nó có cái độ tin cậy như vậy nên là mình đã quyết định lấy để làm tin gửi đến quý vị các bạn hàng ngày.
Đây là số lượng giao dịch qua mỗi một cái sổ cái các bạn này. 34 ngày hôm nay thì các bạn thấy số lượng giao dịch qua mỗi cái sổ cái, mỗi cái khối blockchain của mạng Pi Network nó tăng lên khá là đáng kể. Đấy, 34, 36, 35 này. Kéo xuống phía dưới nữa thì các bạn sẽ có thể thấy được một cái top 20 nước chạy nhiều Pi Node nhất. Mình đã chiếu cho các bạn xem, theo dõi ở cái bảng Excel vừa nãy rồi. Thì cái nhóm này được chia làm... Cái danh sách này được chia làm 3 nhóm. Nhóm dẫn đầu gồm có Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc. Đấy, top 3 dẫn đầu này là một nhóm với số lượng Pi Node ở mức 5 con số, và 3 cái anh này chiếm đến gần như là 5/6 cái miếng bánh chạy Pi Node này rồi. Đấy, tương ứng phần trăm ở các cái nước nắm giữ Pi Node thì được thể hiện ở cái bản đồ phía bên tay phải các bạn nhé. Còn nhóm tiếp theo nữa là Đài Nhật, Mỹ, Đài Loan, Mông Cổ, Đức, Malaysia. Nhóm này sở hữu Pi Node mức độ là 4 con số. Rồi còn cái nhóm cuối cùng là nhóm sở hữu Pi Node ở mức độ 3 con số thôi. Cái nhóm Mỹ, Nhật, Đài Loan này, thì là nằm ở trong cái khoảng 1/6 cái miếng bánh chạy Pi Node còn lại. Nhưng mà cái nhóm này thì chỉ có 3 cái nước mà mình vừa lưu tên ở trên ấy, thì nó có sự nổi trội hơn cả. Cái phần trăm Pi Node mà các cái nước này nắm giữ thì nó cũng xem nhau. Một anh 4,15, một anh 4,17. Còn anh có Nhật Bản thì nhích hơn lên một tí là 4,3. Đó. Còn Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam thì như các bạn thấy, cộng dồn của cả Trung Quốc với Hàn Quốc vào, của Việt Nam với Hàn Quốc vào thì lớn hơn được Trung Quốc. Đó, do đó thì hai anh này đang kìm lại cái sự thống trị chạy cái miếng bánh chạy Pi Node của Trung Quốc. Đấy, Việt Nam ta cũng khá là gấu khi mà chạy không kém cạnh gì Trung Quốc khi ở cái số lượng Pi Node của ông bạn. Đó một điều đáng mừng. Toàn những cái cường quốc kinh tế nằm ở trong cái danh sách này. Thế là mình cũng máu mặt phải không các bạn? Đấy. Rồi kéo xuống phía dưới nữa các bạn để thấy một cái bản đồ thể hiện cái sự phân bố Pi Node trên toàn thế giới, sẽ có 3 cái khu vực mà lượng Pi Node phủ dày đặc ở trên thế giới này. Khu vực nước Mỹ, toàn bộ nước Mỹ này. Khu vực châu Âu, toàn bộ châu Âu này. Khu vực Đông Á, Đông Nam Á. Thì ở khu vực Đông Nam Á này, sự có mặt của Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, rồi Malaysia, Hồng Kông, Singapore. Đấy, thế nên là cái lượng Pi Node phân bố đậm đặc ở đây cũng là điều dễ hiểu. Còn ở châu Âu thì Pi Node rải đều. Nước Mỹ thì bờ Tây có vẻ lác đác một vài chỗ thì không có. Đó cũng là điều dễ hiểu, có lẽ bởi vì cũng nhiều sa mạc ở đây. Còn kéo xuống dưới nữa các bạn có thể thấy được một top 10 các cái tài khoản nhiều Pi coin nhất. Đấy. Sắp tới thì chúng ta nếu mà cái dự án Pi Network này thành công sẽ xuất hiện những triệu phú Pi coin, hoặc là cũng có thể xuất hiện những trăm nghìn phú Pi coin. Nếu Pi thành công, những triệu phú, những trăm nghìn phú như thế này của Pi coin, của cái mạng blockchain Pi Network như thế này thì sẽ là những cái người mà có thể là giàu nhất thế giới. Đó, những cái đó là những cái điều mà anh em đào Pi chúng ta rất là mong chờ trong tương lai, và chúng ta cùng chờ đợi xem những cái mong đợi đấy nó có sớm thành sự thật không nhá. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi cái bản tin cập nhật Pi Node hàng ngày của kênh Invest TV. Rất mong nhận lại được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của kênh Invest TV. Xin chào và hẹn gặp lại.